Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị trong 24 giờ qua. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Theo Jack DeHoop, chuyên gia về Trung Đông và là cố vấn chính trị của Đảng Cộng Hòa, người đã hỗ trợ nỗ lực tái tranh cử năm 2020 của ông Trump tại Nevada, thì thất bại của ông Joe Biden là điều chắc chắn. Về phần mình, nhà phân tích quốc phòng Sabanda cho rằng, theo mọi thước đo khách quan, khả năng ông Trump quay trở lại Nhà Trắng hiện là cực kỳ cao và điều đó có thể sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong số các nhà lãnh đạo cấp cao ở Trung Đông, những người mong muốn hợp tác với một nhóm mà họ rất quen thuộc. Trong khi đó, chuyên gia Hoff tin rằng các đối thủ của Mỹ như là Iran và Trung Quốc sẽ không biết ông Trump sẽ làm gì để đẩy lùi ảnh hưởng của họ ở Trung Đông. Hamas và Hezbollah có thể cảm thấy áp lực phải đi đến thỏa thuận tốt nhất có thể của họ, trong khi ông Biden còn ở Nhà Trắng trước khi ông Trump giành chiến thắng. Họ không có khả năng kéo dài sự leo thang sang chính quyền Mỹ tiếp theo. Lịch sử tiếp cận của ông Trump đối với mối quan hệ giữa Mỹ và các nước Trung Đông khá trắc trở, đôi khi tập trung vào ngoại giao và thỏa thuận, đôi khi lại tập trung vào vũ lực quân sự. Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump khi nhậm chức vào tháng 5 năm 2017 là tới Ả Rập Xê Út và ông đã duy trì mối quan hệ nồng ấm với vương quốc này trong suốt nhiệm kỳ của mình. Năm 2020, ông đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết hiệp định Abraham, một loạt các thỏa thuận song phương giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UEA hay Israel với Bahrain. Maroc và Sudan cũng có thỏa thuận tương tự vào năm sau. Chuyên gia Hop dự báo về tảng chính sách năm 2024 của ông Trump, kêu gọi hòa bình ở Trung Đông, ủng hộ Israel và xây dựng lại mạng lưới liên minh trong khu vực để đảm bảo tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Ông cho biết, câu hỏi quan trọng là mạng lưới liên minh đó sẽ vươn xa đến đâu. Trong những ngày qua, cả thế giới đã đổ dồn sự chú ý tới sự kiện cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị của riêng nước Mỹ, mà còn là một sự kiện kinh tế mang tính toàn cầu. Theo đó, cựu Tổng thống Donald Trump bị một sát thủ bắn vào khoảng 6 giờ chiều ngày 13 tháng 7 năm 2024, trong lúc ông đang đi vận động tranh cử tại thành phố Butler, bang Pennsylvania, phía đông bắc nước Mỹ. Rất may, viên đạn chỉ sượt qua tai nên ông Trump không bị nguy hiểm tới tính mạng và được đưa ngay tới bệnh viện để cấp cứu và điều trị. Nghi phạm được xác định là Thomas Matthew Cooks, sinh năm 2003. Ngay sau đó, Cooks đã bị đội mật vụ bắn chết. Chỉ hai ngày sau vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump, thị trường Mỹ đã có những phản ứng tích cực. Trong phiên giao dịch lúc 4 giờ chiều theo giờ miền đông nước Mỹ, thứ Hai ngày 15 tháng 7, chỉ số đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức 104,31, sau đó giảm xuống 104,22, tương đương 0,07%. Các chuyên gia cũng đã dự đoán sự tăng vọt của chỉ số đồng đô la Mỹ sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và sớm giảm xuống. Trong khi đó, chỉ số đồng euro giảm 0,09% xuống mức 1,0897 đô la, chỉ số đồng bảng Anh suy yếu 0,22% xuống mức 1,2964 đô la Mỹ. Trái ngược với đó, giá tiền ảo tăng mạnh, cụ thể đồng Bitcoin tăng hơn 6% lên mức 63,808 đô la Mỹ, đồng Ether cũng tăng 7% lên mức 3,417 đô la Mỹ. Đặc biệt với cổ phiếu của Trump Media and Technology Group, công ty truyền thông xã hội của cựu Tổng thống Trump đã tăng vọt tới 31,4%. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Gabriel Attal và chính phủ của ông. Chính phủ của Thủ tướng Attal vẫn sẽ tiếp tục vai trò tạm quyền cho đến khi nội các mới được bổ nhiệm. Các chuyên gia cho biết chính phủ tạm quyền sẽ xử lý những vấn đề thời sự của nền kinh tế lớn thứ hai, khu vực đồng euro, nhưng không thể đệ trình luật mới lên Quốc hội hay thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào. Chính phủ tạm quyền sẽ đảm bảo Thế vận hội khai mạc vào ngày 26 tháng 7 diễn ra suôn sẻ. Trước đây từng có chính phủ lâm thời ở Pháp, nhưng không chính phủ nào tồn tại quá vài ngày. Không có giới hạn nào về thời gian chính phủ lâm thời có thể tồn tại và Quốc hội không thể buộc chính phủ đó từ chức. Các quy tắc về việc phân chia quyền lực không cho phép các bộ trưởng Pháp đồng thời là nghị sĩ. Nhưng các chuyên gia cho biết, việc chính phủ từ chức dù vẫn giữ vai trò tạm quyền sẽ cho phép ông Attal và các thành viên khác của chính phủ ngồi vào Quốc hội và tham gia bầu chủ tịch Quốc hội khi Quốc hội Pháp. Một thị trấn nhỏ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hứng lượng mưa bằng cả năm gộp lại chỉ trong một ngày.
Theo hãng Reuters, thời tiết cực đoan hoành hành ở miền Nam Trung Quốc trong mùa hè này đang lan dần lên miền Trung và miền Bắc. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc thông báo tính đến 8 giờ ngày 16 tháng 7 theo giờ địa phương, lượng mưa 606,7mm được ghi nhận ở thị trấn Đại Phùng Dinh của thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam trong 24 giờ trước đó. Đây là lượng mưa được ghi nhận nhiều nhất ở Trung Quốc. Lượng mưa trung bình hàng năm trong khu vực này là 800mm. Thị trấn Đại Phùng Dinh trước nay được biết đến là địa phương có thời tiết ôn hòa. Để ứng phó, chính quyền tỉnh Hà Nam đã triển khai các biện pháp kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng vào sáng sớm ngày 16 tháng 7. Chính quyền tỉnh Hà Nam ban hành mức báo động cao nhất về kiểm soát lũ ở thành phố Nam Dương. Thành phố này nằm dọc một phụ lưu của sông Hán. Một người dân sống ở thành phố Nam Dương cho biết nước tràn vào nhà nhiều tới mức làm tủ lạnh nổi lên. Cả nhà người này đành phải chuyển đến nhà một người họ hàng. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp với mưa lớn lên cấp 2, tức mức gần cao nhất trong 4 cấp. Sau khi có các dự báo mưa xối xả sẽ tấn công nhiều địa phương ở miền Đông và miền Trung, cơ quan này yêu cầu các cơ quan khí tượng cấp tỉnh ở Hà Nam, Sơn Đông, Giang Tô, An Huy và Tứ Xuyên kích hoạt các phản ứng khẩn cấp tương ứng dựa trên tình hình thực tế. Cũng trong sáng ngày 16 tháng 7, Bắc Kinh đóng cửa nhiều tuyến tàu ở các khu vực ngoại ô xung quanh thủ đô của Trung Quốc sau khi phát cảnh báo mưa bão và lũ quét ở miền Bắc. Trong khi đó, theo trang Zimun News, ít nhất 6 người thiệt mạng ở Trùng Khánh do mưa lớn. Ga xe lửa Trùng Khánh thông báo ngừng hoạt động 32 chuyến tàu vào ngày 15 tháng 7. Kyodo dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương xác nhận 5 người đã được đưa đến bệnh viện trong ngày 16 tháng 7 sau vụ tòa thị chính Takahama ở tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản bị phóng hỏa. Theo cảnh sát và lực lượng cứu hỏa, một cuộc gọi khẩn cấp được thực hiện vào khoảng 15 giờ, tức 13 giờ cùng ngày theo giờ Hà Nội, thông báo có người nào đó đã đổ chất giống xăng và phóng hỏa vào tòa thị chính. Một nhân viên cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường và bắt giữ một người đàn ông được cho là đã châm lửa. Đám cháy được dập tắt khoảng 20 phút sau đó. Các nguồn tin điều tra cho biết đối tượng đã vung dao trước khi đổ chất lỏng dễ cháy từ chai nhựa lên người và châm lửa. Theo các nhà điều tra, người đàn ông này đã tự đâm dao vào bụng và tự thiêu ngay khi châm lửa đốt tòa thị chính Takahama. Hiện nguyên nhân chính xác của vụ việc đang được điều tra. Trong số 5 người được đưa đến bệnh viện và có một người đàn ông khoảng 60 tuổi bị bỏng toàn thân và bất tỉnh, trong khi 4 người còn lại bị thương nhẹ. Theo tờ Bangkok Post, những người mang hộ chiếu thuộc 93 quốc gia và vùng lãnh thổ nói trên có thể ở lại Thái Lan tối đa 60 ngày và xin gia hạn thời gian ở lại thêm 30 ngày nữa. Việc triển khai chính sách mới này của Thái Lan được thực hiện sau khi Bộ trưởng Tư pháp Anutin Chavirakul và Thủ tướng Srettha Thavisin ký ban hành và được công bố trên tờ Royal Gazette của Hoàng gia Thái Lan ngay trong đêm 15 tháng 7. Trước đó, việc miễn thị thực chỉ được áp dụng đối với người mang hộ chiếu đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, chính phủ Thái Lan quyết định tăng thêm số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc diện áp dụng nhằm hồi sinh nền kinh tế đang bị trì trệ, đặc biệt là ngành du lịch vốn chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. Ngoài ra, chính phủ Thái Lan còn đưa ra hai chính sách giúp thúc đẩy nền kinh tế nhưng không đăng trên tờ Royal Gazette, bao gồm tăng số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ được cấp thị thực ngay khi đặt chân đến Thái Lan từ 19 lên 31. Biện pháp thứ hai là việc giới thiệu thị thực Destination Thái Lan Visa, thu hút thiên tài kỹ thuật số, những người làm việc tự do và du khách muốn học nghệ thuật và kỹ năng của Thái Lan. Loại thị thực mới này có thời hạn trong vòng 5 năm và cho phép người được cấp ở lại Thái Lan tới 180 ngày mỗi năm.